Lưu Trần là mình sắp mình bất năm mươi à. Đỡ Sài Gòn nha. Hoa nó biết luôn. Cười vậy. Giấu tên 000 đã rescan 50.000 đồng. Livestream vui vẻ. Cảm ơn 000 nha các bạn. Xịn vậy. What the fuck? Sao có thể về được trời? Ma ma tại gì? Vegas nào đều cũng thích hết. Còn Vegas chơi chơi đã mà. Có CC đam to, bắn cũng xa. Nếu mình làm bóc bắn cũng xa. Đi lên mạnh. Ngon. A đồ. Ơ. Gì dễ mà vậy? Tưởng nó phải khó lắm. Thank you.
Có lý do gì không tới lý do gì vậy? Lý do lên cái này hả? Lên này đầu game BK. Đầu game quýt lộn. Lên nó đầu game quýt lộn cho mạnh. Còn một cát đâu? Hay quá. Hay quá. Cái đồ xanh. Phải giết hai mà trời. Anh giết hai mà ta. Trời ơi, skin này không có mượn anh em ơi. Hơi bị sượng sượng á. Không có quen cái animation. Đúng là mình chỉ nên chơi skin cao bòi thôi. Trời ơi, mọi người không thấy. Không thấy cái mắt tay gì luôn hay sao ta. Thì mình nó nhịp nhàng quá. Thì mình nó phối hợp nhịp nhàng quá. Tao, tao, tao. Không thật đấy. Má lên cái giải kiếm này nó giết người xong cái nó tàng hình không thấy. Vì phải là bấm cùng rồi chết rồi. Thấy nó chết rồi. Giải kiếm đỉnh thì chứ. Không có hồi phục sự cút không anh, không cần em ơi. Không cần đâu. Em nhớ like subscribe cho đời nha, em ơn em nhiều.